mình thì so với các bạn trong lớp cũng khá là nhiều tuổi, nhưng khi đi học mình cũng thấy rất là vui, không có khoảng cách gì. Đợt bọn mình đăng ký đi học thì vừa đăng ký xong thì lại bị dịch bệnh, cho nên là cũng phải chờ rất là lâu mới được đi học. Vào lúc đi học thì luôn đeo khẩu trang và ngồi giữ khoảng cách xa nhau, chả nhìn được thấy mặt nhau. Cho nên là cũng không biết là ai xinh ai xấu. Sau này học xong chỉ nhận ra nhau nhờ vào dáng đi và ánh mắt. Đối với mình đây là một khóa học rất là đặc biệt, thể hiện sự nỗ lực, quan tâm của công ty và khách hàng Grab. Em năm nay 26 tuổi, ở cái tuổi mà các bạn đang có gia đình riêng hạnh phúc. Nhưng mà riêng em thì không. Em với chồng đã ly hôn vì em với chồng đã bị trùng lặp gen, nên dù có sinh con thì cũng sẽ sinh ra con bị bệnh. Gia đình chồng em vì thế mà ghét bỏ và hắt hủi em. Tâm trạng em rất chán nản và tuyệt vọng. Em đã muốn xin nghỉ công ty để đi Nhật. Các anh chị quản lý và các bạn đồng nghiệp đã động viên em rất nhiều, nên em đã không nghỉ nữa. Sau khi khóa học kết thúc, em đã cải thiện được mối quan hệ của mình với gia đình nhà chồng. Gia đình nhà chồng em không ghét bỏ em như trước nữa mà còn làm cầu nối cho em với con em nói chuyện thường xuyên hơn. Em rất thích các nội dung trong chương trình vì nó rất gần gũi và thân thực với em. Và cũng chính vì thế mà em đã trả lời được nhiều câu hỏi và rung được chuông vàng. Đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của em với chương trình. Em thấy cả truyền cùng đi học, hàng hóa đồng đều và không ùn tắc, không phải cần hỗ trợ nhau. Còn đi học để mọi người quen biết thì sẽ tự tin hơn. Trước truyền em cũng là truyền cũ, có 24 người, là đã được 20 người làm được giải thưởng gắn kết, được 5 triệu đồng. Sau khi học xong thì mọi người cũng thường hay trao đổi nhau và người trong tổ đoàn kết hơn và hay tâm sự với nhau hơn. Em đã có chồng và hai con, hiện cả gia đình đang ở chung với bố mẹ chồng. Em rất may mắn là được gia đình nhà chồng luôn giúp đỡ, động viên em trong công việc. Quản lý cũng ủng hộ em lên làm tổ trưởng, nhưng khi đó em cảm thấy chưa đủ tự tin này, giao tiếp còn kém, nhưng chưa biết cách về giải quyết vấn đề và ra quyết định, quản lý thời gian và căng thẳng còn kém nên em đã từ chối. Khi công ty có tuyển công nhân cho chương trình Paycare, em thấy tò mò và cũng ham vui ấy, nên đã đăng ký tham gia. Đến khi học gần hết các học phần của Paycare ấy, thì em cảm thấy tự tin hơn này, giao tiếp đạt hiệu quả hơn, quyết đoán hơn về mọi vấn đề, và em đã quyết định dũng cảm thay đổi bản thân mình để đăng ký trở thành tổ trưởng tập sự, và giờ em đã thành tổ trưởng chính thức. Nhờ Paycare, em đã vượt lên chính bản thân mình. Nhờ Paycare, em có nhiều bạn mới. Mình cũng như các bạn trẻ thấy yêu màu hồng, ý nghĩa của Paycare.
cảm ơn công ty và khách hàng đã tạo ra chương trình TK để giúp chị em tự tin hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em cũng xin cảm ơn quản lý của em đã dù công việc bận rộn nhưng cũng đã sắp xếp thời gian cho em đi học đầy đủ và đúng giờ. Cảm ơn các thầy cô và tất cả mọi người. Chúc chương trình ngày một lan tỏa được nhiều ý nghĩa tốt đẹp và giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa. Bây kè, phát triển bản thân, thăng tiến sự nghiệp. Cảm ơn bây kè, tôi yêu bây kè.